Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một nhân viên truyền thông Ấn Độ phỏng vấn Pankaj Sarran, cựu đại sứ nước này tại Nga, đã được lan truyền trên mạng. Sarran nói, hiện nay về thực lực, Trung Quốc đã vượt xa Nga, nhưng xét từ góc độ xã hội và chính trị, muốn Nga khuất phục Trung Quốc là điều không thể. Trung Quốc mâu thuẫn cơ bản tồn tại ở Nga là Trung Quốc ở chỗ. Trung Quốc vừa làm bạn với Nga, lại đồng thời quan hệ với châu Âu và Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của Sarran bất ngờ và trần bản chất đằng sau mối quan hệ không giới hạn giữa Trung Quốc và Nga. Có câu nói rằng, hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai. Câu nói này thật không thể đúng hơn với Trung Quốc. Nhìn vào những người bạn của Trung Quốc, chúng ta có thể hiểu rõ bản chất của chính quyền này. Trước khi Nga xâm chiếm Ukraine, mặc dù Trung Quốc và Nga đang tăng cường quan hệ song phương, nhưng họ thường lợi dụng lẫn nhau và những động thái lấy lòng của Moscow đối với Bắc Kinh cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow, quốc gia chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, ngày càng bị cô lập trong cộng đồng quốc tế và ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Moscow đã cúi đầu và nhiều lần thể hiện thiện chí với Bắc Kinh. Có thể nói, nếu không có dòng vốn và vật tư quân sự liên tục từ các nước này, Nga sẽ không thể tiếp tục chiến tranh và nền kinh tế sẽ không thể tiếp tục được duy trì. Một điểm có thể chứng thực sau khi Putin tái đắc cử tổng thống, ông đã ngay lập tức bổ nhiệm Phó Thủ tướng Belousov, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Đầu tư Nga-Trung, làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quỹ và vật tư quân sự thu được từ nguồn cung cấp của Trung Quốc nhanh chóng được phân phối cho quân đội Nga, nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, như Sarran đã nói, Nga không thể thực sự phục tùng Trung Quốc và khó thực sự tin tưởng vào Moscow vì nước này không muốn tách khỏi châu Âu và Mỹ. Tức là trước những lệnh trừng phạt liên tiếp từ Mỹ đã và đang được đưa ra, ban lãnh đạo cấp cao của Trung Nam Hải nên tiếp tục hỗ trợ Moscow như thế nào? Sau khi nói về quan hệ Trung-Nga, Sarran cũng nói về vị thế của Ấn Độ trong số các cường quốc. Một nước Nga mạnh mẽ giúp cho Ấn Độ trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc và Mỹ. Ấn Độ có sự lựa chọn khác ngoài Trung Quốc đối với Nga. Ấn Độ không muốn sự nổi lên của hai gã khổng lồ Trung Quốc và Mỹ để thống trị thế giới. Và quyền lực thế giới sẽ được phân tán nhiều hơn, sẽ có sự phân cực. Và Ấn Độ sẽ trở thành một trong các cực. Từ quan điểm thực tế, Ấn Độ cũng đã làm điều tương tự. Và tôi sẽ không mở rộng vấn đề đó ở đây. Điều thú vị trong cuộc phỏng vấn, người truyền thông thực hiện cuộc phỏng vấn đã nói Trung Quốc không có bạn bè và Sarran trả lời Trung Quốc chỉ có những người bạn xấu. Nói xong, hai người không nhịn được cười. Lời chế giễu của Sarran có vẻ hơi lạnh lùng đối với giới truyền thông Trung Quốc. Nhưng thực tế là như vậy. Nhìn khắp thế giới, từ chính phủ đến cá nhân, Trung Quốc có bao nhiêu người bạn thật sự? Nếu các chính phủ dân chủ không sẵn lòng làm bạn với nước này, liệu chính phủ các nước phi dân chủ có sẵn lòng làm bạn thực sự với họ không? Có bao nhiêu người bạn cũ của Trung Quốc là những kẻ độc tài? Có bao nhiêu kết thúc không tốt đẹp? Năm 2011, các phóng viên của Southern Weekend đã tìm kiếm các bài báo của Nhân dân Nhật Báo từ năm 1949 đến năm 2010 và tổng hợp số liệu thống kê. Thống kê cho thấy trong 6 năm qua, tổng cộng 601 người từ 123 quốc gia đã được chính quyền Trung Quốc gọi là bạn cũ của nhân dân Trung Quốc, tức là một số người trong số họ là những kẻ độc tài. Họ bao gồm cựu tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mubarak, cựu tổng thống Libya Muammar Gaddafi, Pol Pot của Campuchia, Kim Jong-un và Kim Jong-un của Triều Tiên, Mugabe của Zimbabwe, hoàng tử Sihanouk, v.v. Tuy nhiên, trong khoảng hơn một thập kỷ qua, nhiều người bạn cũ của Trung Quốc đã chết không ít và các chế độ độc tài đã bị lật đổ. Một số nhà độc tài cuối cùng có chút đau khổ, nhưng vẫn có một số người tỉnh táo, nhìn thấy nước này đang phát điên trong những năm gần đây, nghe không thể lọt tai nên im lặng. Vậy các chế độ Nga, Triều Tiên, Iran hiện nay thân thiết với Trung Quốc có phải là bạn bè của nước này không? Ít nhất về mặt lời nói, Trung Quốc coi họ như bạn bè. Lãnh đạo Trung Quốc từng nói Tổng thống Nga Vladimir Putin là người bạn tri kỷ của tôi, còn ông Putin gọi Tập Cận Bình là người bạn thân yêu.
Trung Quốc cũng đã nhiều lần nói rằng Triều Tiên là hàng xóm tốt, người bạn tốt, đồng chí tốt của Trung Quốc. Và Iran cũng là người bạn tốt, người anh em tốt và đối tác tốt của Trung Quốc. Tuy nhiên, tại sao người Ấn Độ lại cho rằng nước này không có bạn bè, hay chỉ có bạn bè xấu? Đầu tiên chúng ta hãy nói về thế nào là một người bạn xấu. Khổng Tử nói, ít giả tam hữu, tổn giả tam hữu, hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ít hỷ, hữu tiện ích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hỷ. Ý nói rằng, có ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không phù lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là điều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người A-dua, kết giao với người su nịnh, kết giao với người xảo ngôn, thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Một người bạn thực sự là người ngay thẳng và trung thực, và sẽ không quyết định mối quan hệ dựa trên lợi ích. Rõ ràng Trung Quốc tà ác và nham hiểm không thể thu hút được những người bạn như vậy. Đối với ba loại bạn bè có hại, người A-dua dùng để chỉ những người bạn su nịnh. Ví dụ, nếu bạn gọi con nai là con ngựa, anh ta sẽ nói rằng đó là con ngựa. Nếu bạn nhầm lẫn đúng sai, anh ta cũng sẽ đồng ý với bạn. Người su nịnh dùng để chỉ một người bạn trực tiếp làm việc này, nhưng sau lưng lại làm việc khác. Người xảo ngôn dùng để chỉ những người bạn khoe khoang và kiêu ngạo. Như người ta vẫn thường nói, cùng loại thì hút nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà Trung Quốc, một quốc gia luôn có thói quen đổi trắng thay đen, thì những nước xung quanh họ như Nga, Triều Tiên, Iran, hỏi có chính phủ nào là chính trực, giữ gìn chữ tín, có nước nào thân thiện và thân thiện. Và mục đích nịnh nọt của họ chỉ là để trục lợi. Một mặt, Nga, Triều Tiên và Iran mong nhận được sự hỗ trợ về kinh tế, quân sự, chính trị, công nghệ cao và hỗ trợ khác từ Trung Quốc để duy trì sự thống trị của mình. Mặt khác, lợi dụng họ để phá rối thế giới và xuất khẩu, bạo lực và hỗn loạn ra thế giới nhằm thúc đẩy cái gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại. Đối với những quốc gia ở châu Phi, Đông Nam Á, Nam Mỹ và các quốc gia khác ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như Hungary và Serbia mà ông Tập vừa đến thăm, quốc gia nào không vì lợi nhuận, ai sẽ đứng ra bên vực Trung Quốc khi tiền tiêu không đủ? Vì vậy, những gì cựu đại sứ Ấn Độ tại Nga nói là hoàn toàn đúng. Tình bạn mà nước này xây dựng bằng tiền không đáng tin cậy chút nào, không thể được coi là một người bạn thực sự, mà thay vào đó là một người bạn có hại. Sau khi nhận được nguồn tài trợ khổng lồ từ Trung Quốc, không phải lúc nào họ cũng trung thành với nước này. Vào những thời điểm quan trọng, họ có thể chọn cách xa lánh hoặc thậm chí phản bội. Trước đây, trên Internet có tin đồn rằng những lời cuối cùng của Kim Jong-un với Kim Jong-un bao gồm những từ như đừng tin tưởng Trung Quốc và hãy cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Rất minh họa cho vấn đề. Rõ ràng, đằng sau sự tuyên truyền lâu dài của nước này về tình hữu nghị huyết thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên, thực chất là sự phản bội và mất lòng tin của Triều Tiên. Điều này đúng với Triều Tiên, Nga và Iran cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao Trung Quốc không thể có được những người bạn thật sự trên thế giới? Hơn 70 năm trước, chính bản thân nước này đã tự đưa ra câu trả lời. Trong bài xã luận, Luật gia đình của Đại gia đình Dân chủ Thế giới áp dụng cho Trung Quốc, đăng trên báo chí của Trung Quốc Xinhua Daily, ngày 9 tháng 10 năm 1944 cho biết, Hội nghị Tehran đã long trọng tuyên bố rằng chúng ta sẽ tạo ra một loại hòa bình mà chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ của đại đa số nhân dân của các dân tộc trên thế giới. Đây là lý tưởng cao cả về một gia đình các nền dân chủ trên toàn thế giới, không còn chuyên chế và nô lệ, áp bức và đau khổ. Nó không thể giành được sự ủng hộ của đại đa số người dân. Những kẻ cố gắng tước bỏ quyền tự do của đại đa số người dân sẽ không đủ tư cách để vào gia đình dân chủ. Bởi vì một điều luật gia đình đã được treo trên cánh cửa của các đại gia đình này, những kẻ phát xít lợi dụng quyền tự do ngôn luận không được phép vào. Trung Quốc không thể gia nhập gia đình dân chủ thế giới, không được các nước dân chủ như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc tin tưởng, và đây chẳng phải là kết quả từ hạt giống của chính nó sao? Dựa vào tiền để mua chuộc một số cấp dưới và cái gọi là các nước thân thiện chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn. Con thuyền tình bạn có thể bị lật bất cứ lúc nào, bởi vì một chế độ không trung thực, ngỗ ngược và quen với việc nhầm lẫn đúng sai không thể giành được chiến thắng.
sự tin tưởng của bất kỳ chế độ nào hoặc bất cứ ai. Còn lại chỉ có sự trao đổi lợi ích. Trung Quốc cô đơn cuối cùng sẽ bị bỏ rơi không chỉ bởi chính người dân nước này, mà còn cả thế giới. Trung Quốc đang đi trên dây giữa Nga và châu Âu. Vào thời điểm chiến tranh Nga và Ukraine bế tắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cũng vừa có chuyến công du tới châu Âu. Các chuyên gia phân tích rằng Bắc Kinh đang đi trên dây giữa Nga và châu Âu. Ông Tập sẽ tự hủy hoại chính mình nếu ủng hộ ông Putin. Ông Putin cần gấp sự hỗ trợ. Ông Tập nói, không kết thành đồng minh. Chuyên gia, nếu ủng hộ ông Putin, Bắc Kinh sẽ tự hủy hoại chính mình. Liệu ông Putin có đồng ý ngừng bắn trong Thế vận hội Paris năm 2024? Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào thứ Năm ngày 16 tháng 5, trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chào đón ông Putin bên ngoài tòa nhà đại lễ đường Nhân dân trên quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, hai bên hội đàm, ký và công bố tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Nga về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới nhân kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin. Ông Tập Cận Bình nói rằng nội dung cuộc hội đàm rất phong phú, hai bên sẽ không ngừng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị dựa trên nguyên tắc không kết thành đồng minh, không đối đầu, không nhắm mục tiêu vào bên thứ ba. Còn cơ quan tin tức của Điện Kremlin thông báo rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận chi tiết về mọi vấn đề trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xác định phương hướng chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực chất Nga-Trung, cũng như trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề khu vực và vấn đề quốc tế cấp bách nhất. Ông Putin cần gấp sự hỗ trợ. Ông Tập nói không kết thành đồng minh. Ông Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào thời điểm Nga tiếp tục mở rộng cuộc tấn công vào Ukraine. Dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW ở Washington, hãng tin AFP ước tính, trong một tuần qua, quân đội Nga đã chiếm được 278 km2 lãnh thổ Ukraine, giành được thành quả chiến đấu lớn nhất trong một năm rưỡi vừa qua. Ông Putin rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền Trung Quốc về mọi mặt, bao gồm vũ khí, quân nhu và các vật phẩm chiến lược khác. Sau các lệnh trừng phạt liên tục từ Hoa Kỳ và châu Âu, Nga đã cắt đứt quan hệ kinh tế với châu Âu. Ông Cô Học Vũ, giáo sư khoa chính trị học và quan hệ quốc tế tại Đại học Bonn ở Đức, phân tích với DW, ông Putin đang cố gắng hết sức để thúc đẩy ấn tượng rằng Trung Quốc và Nga là đối tác chiến lược không chịu hạn chế và có mối quan hệ không thể phá vỡ, nhằm xác nhận trục Nga-Trung với phương Tây. Về việc ông Putin vừa thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, ông Cô cho rằng Nga hiện đang gặp khó khăn rất lớn trong việc lên kế hoạch cho hành động quân sự tiếp theo nhắm vào Ukraine. Khó khăn này đã vô tình bộc lộ khi ông Putin giải thích về việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Cũng chính là khi quân đội Nga đột phá chiến tuyến ở các hướng, họ cần được hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế và hậu cần thời chiến. Hiện tại, khó khăn lớn nhất đối với quân đội Nga là sau khi ngành công nghiệp quân sự của nước này chuyển sang hệ thống kinh tế thời chiến, họ có thể không sản xuất kịp so với tốc độ tiêu hao vũ khí. Họ cần sự hỗ trợ của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc bí mật hỗ trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Nga. Theo danh sách được Mỹ công bố vào tháng 4 năm nay, đến năm 2023, 90% chip mà Nga nhập khẩu đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay. Trong quý cuối cùng của năm ngoái, 70% máy công cụ được Nga nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc và có thể được sử dụng trong sản xuất tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, giáo sư Cô cho biết, chính quyền Bắc Kinh đang có một động thái khác, đó là nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga là quan hệ đối tác, nhưng không phải là quan hệ liên minh quân sự. So với tuyên bố 2 năm trước, tuyên bố chung mà Trung Quốc-Nga đưa ra hôm ngày 16 tháng 5 không còn đề cập đến tình hữu nghị giữa hai nước không có điểm cuối và sự hợp tác không có vùng cấm. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc họp báo mới đây rằng sẽ tiếp tục duy trì các nguyên tắc không kết thành đồng minh, không đối đầu, không nhắm mục tiêu vào bên thứ ba. Nhà Trắng cho biết trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 5 rằng chính quyền Mỹ không thấy điều gì mới trong tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc. Từ những bức ảnh được công khai, có thể thấy ông Putin hiếm khi mỉm cười khi ở Bắc Kinh. Nhà bình luận thời sự Trung Nguyên đã viết một bài báo trên The Epoch Times và phân tích rằng
ông Putin có thể không đạt được những kết quả như mong đợi trong chuyến thăm của mình. Tuyên bố của cả hai bên có thể đã khiến ông Putin thất vọng. Trung Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng lại không thấy niềm vui. Mối quan hệ giữa hai bên nhìn chung đã lộ rõ bản chất. Ông Chung Chí Đông, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan, gần đây nói với The Epoch Times rằng Bắc Kinh có chiến lược hai mặt. Một mặt, họ hy vọng tăng cường quan hệ Trung-Nga để chống lại vòng vây của Hoa Kỳ và châu Âu. Nhưng mặt khác, họ cũng không sẵn sàng vì mối quan hệ Trung-Nga mà làm cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Âu-Mỹ xấu đi. Thậm chí có thể còn bị Âu-Mỹ trừng phạt. Chuyên gia nói, nếu ủng hộ ông Putin, Bắc Kinh sẽ tự hủy hoại chính mình. Hoa Kỳ và châu Âu đã nhiều lần cảnh báo chính quyền Trung Quốc đừng ủng hộ Nga. Khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến thăm Trung Quốc vào tháng 4, ông đã cảnh báo rằng việc Bắc Kinh vận chuyển các linh kiện quan trọng có thể được dùng để sản xuất vũ khí tới Moscow chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào cuộc chiến Ukraine. Nếu Trung Quốc không dừng tay, Hoa Kỳ sẽ có hành động. Tuần trước, ông Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Pháp và hai nước châu Âu khác. Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng cần tôn trọng luật pháp quốc tế và yêu cầu sự đảm bảo từ Bắc Kinh rằng họ sẽ không hỗ trợ Nga. Hãng tin AFP cho rằng ông Tập Cận Bình đang nghe như không nghe. Hoa Kỳ và châu Âu đã bắt đầu hành động. Hôm 14 tháng 5, ông Biden tuyên bố tăng thuế trên quy mô lớn đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm 7 loại sản phẩm là thép và nhôm, chất bán dẫn, pin, các loại khoáng sản quan trọng, pin mặt trời, cần cẩu từ tàu lên bờ và các sản phẩm y tế. Trong số đó, thuế đối với xe điện đã tăng gấp 4 lần. Chính quyền Mỹ còn thông báo sẽ chặn hàng nhập khẩu từ 26 công ty dệt may Trung Quốc bị nghi ngờ tham gia lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương. Liên minh châu Âu-EU cũng đã tiến hành các cuộc điều tra về một số hành vi của chính quyền Trung Quốc. Hôm 17 tháng 5, EU công bố mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép cán phản mạ thiết hoặc tráng thiết từ Trung Quốc. Trước đó, EU cũng đã điều tra các khoản trợ cấp của nhà nước Trung Quốc cho các nhà sản xuất ô tô điện, tấm pin mặt trời và tua bin gió, cũng như mở cuộc điều tra về hoạt động mua sắm công liên quan thiết bị y tế có nguồn từ Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đang rất cần công nghệ, vốn đầu tư và thị trường từ Mỹ và châu Âu. Trong 3 thập kỷ qua, sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc hoàn toàn nhờ vào lợi ích của toàn cầu hóa. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vào năm 2018, chuỗi công nghiệp toàn cầu đã được tái cấu và các công ty nước ngoài đã lần lượt rút khỏi thị trường Trung Quốc. 3 năm dịch bệnh COVID-19 đã khiến nền kinh tế Trung Quốc càng trở nên tồi tệ hơn. Bất động sản, ngành chống đỡ cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục tiêu điều, xuất khẩu sụt giảm, nhu cầu trong nước yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao, vốn nước ngoài tháo chạy và hàng loạt vấn đề khác khiến chính quyền Trung Quốc khó chống đỡ nổi. Ông Cô Học Vũ cho rằng, lợi ích kinh tế của Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây. Nếu họ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Nga, họ sẽ tự hủy hoại chính mình. Ông Chung Chí Đông cũng cho rằng sự tương tác của chính quyền Trung Quốc với Nga hơi giống như đi trên dây. Đây là chính quyền hai mặt. Cường quốc cô đơn được bao quanh bởi những người bạn xấu cùng những đồng minh không trung thành. Trong khi ngày càng trở thành mục tiêu thù địch của thế giới văn minh, có lẽ ngày tàn của đế quốc này không còn xa. Nhưng trước khi nó kết thúc, cũng là thời điểm để chúng ta biện giải thiện ác và chọn lối đi cho mình. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Rất mong quý vị để lại quan điểm của mình bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có những kiến thức bổ ích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.